Question 126. The statute of frauds requires that the following kinds of agreements be in writing in order to be valid, except a listing agreement, b contract to sell property, c agreement by two brokers to share a commission, d buyer agency agreement. Correct answer is c, agreement by two brokers to share a commission. A broker's agreement to split a commission is not required to be writing by the statute of frauds. Câu 126. Quy chế gian lận quy định các loại thỏa thuận sau đây phải bằng văn bản mới có giá trị pháp lý, trừ A. Thỏa thuận giỏ hàng, B. Hợp đồng bán tài sản, C. Thỏa thuận giữa hai nhà môi giới chia sẻ hoa hồng, D. Thỏa thuận môi giới người mua. Câu trả lời đúng là C. Thỏa thuận giữa hai nhà môi giới chia sẻ hoa hồng. Thỏa thuận của người môi giới về việc chia hoa hồng không bắt buộc phải được lập thành văn bản theo quy chế gian lận.